Hey yo, chào mừng các bạn đến với thiên đường âm nhạc Music Plus. Thông tin giải trí nóng nhất về K-pop, K-pop, US, UK. Khám phá các MV vừa mới phát hành. Diễn biến gay cấn của các bảng xếp hạng cuối tuần. Và một vị khách mời nổi tiếng bị dò dỉ. Ca sĩ Hoàng Quyên. Đi ra ngoài thì mọi người cứ gọi là ê thằng kia. Tại vì Quyên thì chỉ có biết hát và không có biết làm gì hơn. Nhỏ bé, khuôn mặt không có trắng nõn là xinh xắn. Nhưng mà nói chuyện một lúc lâu thì mọi người sẽ rất thích Quyên cười. Quyên sợ rằng những người bạn này sẽ làm cho mình đau khổ sao? Con ơi, con phải hát bài nào mà mọi người thuộc ý. Con hát bài này là ba mẹ không biết là bài gì đâu, toàn là bài mới toanh, ba mẹ không thể thuộc được. Không có anh trong lành lắm, con chim nhỏ bé hót bên cửa em, cửa thơm mùi nắng. Tìm câu trả lời trong Music Plus 21 giờ thứ hai, thứ tư và thứ sáu trên cả cộng nhịp sống.